Hi, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Ở Q&A số 6 này thì mình thật sự là nhận được rất rất nhiều câu hỏi, gần 50 câu anh em ạ. Và video ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất là dài. Để anh em không chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu video luôn ha. Câu hỏi đầu tiên tới từ em Phát Tăng Tiến. Anh ơi, anh nhớ em không ạ? Em có câu hỏi là nếu mình build một chiếc MTB thì mình cần những gì hả anh? Thì đầu tiên là em cần xác định là em đi dòng xe gì, nội dung gì. Và ở cái nội dung đấy thì em sẽ phải tốn ra bao nhiêu tiền để có thể build được một chiếc xe. Ở đây thì em không nói rõ, nên có gì em hãy đăng vào trong cộng đồng MTB Việt Nam nhé. Anh sẽ trả lời chi tiết câu hỏi này cho em. Câu hỏi tiếp theo là của em Huy Trần. Anh thấy sao về hãng Marine? Và anh thấy thế nào về chiếc Marine San Quentin 1? Thì Marine là một hãng của Mỹ. Và cái phong cách của hãng ấy thì nó theo hướng classic. Nó không phải là những cái thiết kế hiện đại như bây giờ, nhưng mà nhìn thì nó cũng khá là hay và nó có giá thành rất hợp lý so với thị trường hiện giờ ở Việt Nam. Chiếc San Quentin thì là một trong những cái xe khá là hay với cái giá chi phí rất là ổn, và anh cũng đã từng đi thử rồi nên anh thấy đây là một chiếc xe rất đáng để đầu tư. San Quentin 1 thì giá khá là thấp và nó cũng lợi về lâu dài khi mà mình muốn nâng cấp lên, nên là nếu em thích thì cứ mua đi. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Cua Cái Official. Mình đang tính mua chiếc Marlin, mình cao 1m68 thì đi size bao nhiêu ạ? Cửa hàng thì đang khuyên mình đi size M mà mình thấy phân vân sợ không phù hợp, nhờ bạn chỉ giúp ạ. Và với chiều cao 1m68 của bạn thì chắc chắn là bạn phải đi size medium rồi, tại vì là khuyến cáo của hãng là từ 1m61 đến 1m72 mà bạn đang là 1m68, tức là bạn đã ở giữa size medium, như vậy đi rất là đẹp. Nên là bạn cứ mua size medium đi nhé. Câu hỏi tiếp theo của Huy Trần, anh có thể review vài chiếc của Marine không? Được em, thì qua dịch anh sẽ kiếm một vài chiếc để review thử cho mọi người coi ha. Câu hỏi tiếp theo của Thanh Nam Bùi, cho cháu hỏi mấy câu sau đây với: xe slope style là gì ạ? Nếu tập đất dăm thì nên tập cùng BMX hay trail bike? Đôi pedal nào tốt hơn về độ bám? Brake Chester hay là Crank Brother Stemble 1? Slope style thì có thể hiểu nôm na được nó là một dòng hardcore hơn so với đất dăm truyền thống, tại vì nó có thêm xóc sữa nữa, và thường thì những cái nội dung slope style ấy, họ bay và họ drop rất là cao so với những cái nội dung mà thi đất dăm bình thường. Thứ hai nữa là nếu mà tập đất dăm thì chắc chắn là nên tập cùng BMX thay vì trail bike, tại vì hai nội dung đó họ sử dụng kỹ thuật tương đồng nhau và có nhiều điểm giống nhau hơn. Đối với pedal thì Rafe Chester sẽ có độ bám tốt hơn là Crank Brother. Mình đã thử cả hai đôi pedal này rồi và khẳng định luôn là đi Rafe Chester thích hơn đi Stemple 1. Một câu hỏi khác đến từ bạn Công Phạm. Anh ơi, xe em mới mua, bánh trước có hơi lệch sang trái một tí thì có cần cân lại không ạ? Hay chạy một thời gian nó sẽ hết ạ? Cái này thì nên mang đi cân lại nha em. Em có chạy nhiều thời gian nữa nó cũng không hết đâu. Và đây là do họ bị kéo lệch ấy. Và như vậy thì đôi khi nếu em vào cua với tốc độ cao em trả lái lại ấy, nó sẽ rất là nguy hiểm, nên là tốt nhất là nên đi cân sớm nha. Một câu hỏi khác đến từ bạn Trọng Hoàng Nguyễn. Anh cho em hỏi cách setup chiều cao handlebar so với yên thì như thế nào là hợp lý ạ? Em cảm ơn. Hiện giờ thì anh cũng không biết là em đang chơi nội dung gì, tại vì mỗi một nội dung nó sẽ có một cách set khác nhau. Nhưng mà đối với những cái nội dung mà nó thiên về đạp ấy, thì em cố gắng là để làm sao cho yên cao hơn tay lái thì là tốt nhất. Như vậy thì cái trọng tâm của em nó chui xuống và nó sẽ lợi lực hơn cho em khi mà đạp đường dài cũng như là để leo dốc. Còn đối với những người mà chơi theo cái phong cách freestyle ấy, họ làm trick nhiều ấy, thì thường họ để chêm cổ cũng như là tay lái rất là cao so với vận yên. Đối với trường hợp của em ấy, tốt nhất thì em nên đăng bài trong cộng đồng MTB Việt Nam và anh sẽ tư vấn cho em dễ hơn. Bạn PlayMK có hỏi là em thấy nhiều người chơi BMX với giày skate thì có nên mua giày skate chơi xe đạp nếu không mua được giày dành cho xe đạp ở Việt Nam không ạ? Nếu em để ý kỹ ấy, thì ở Việt Nam họ sẽ có một số dòng như kiểu là Van, là Ethni ấy, thì hai hãng đó nó cũng có giày riêng dành cho xe đạp. Đối với những cái dòng giày như vậy ấy, thì khi họ chơi BMX thì có thể là tốt, nhưng mà đưa sang chơi mountain bike thì không tốt tí nào. Và bây giờ ở Việt Nam thì bán giày xe đạp rất là nhiều, như kiểu Shimano hay là Physics thì phải, nếu anh nhớ không nhầm. Nó có rất nhiều nơi bán và order vậy cũng rất là dễ, nó đâu khó đâu. Đâu cần thiết phải là mua giày ở Việt Nam, mà trong khi những cái giày của trượt ván đó để sang tập xe đạp không hề bền nha em. Nên hãy cân nhắc về điều này. Bạn Song Nguyễn có hỏi là cho em hỏi là khung 26 inch có lên được 275 không ạ? Thì ở một số các cái khung á của 26 inch với chainstay khá là dài ấy, thì vẫn có thể lắp được 275 với những cái lốp không quá to và quá dày. Nhưng mà thường thì cái này là không nên, tại vì nếu em gắn như vậy thì cái xe của em sẽ bị ngắn lại và đi nó không hề tốt một tí nào cả.
Còn bình thường ra là họ chỉ có hạ bánh thôi, ví dụ như là bánh 29 họ đi 275 hay là 275 họ đi 26 thì cũng được, nhưng mà như vậy thì BB nó sẽ hơi thấp một tí, nhưng mà ít ra là xe của nó dài vẫn ổn định hơn là cái việc là bây giờ xe em 26 inch cố lên 275, không nên em nhé. Bạn Nguyễn Phú Tân có hỏi là anh ơi xe em 2X10 giờ làm thế nào để lên đĩa 11 không ạ? Dựa trên thông số gì ạ? Câu hỏi này của em nó cũng hơi khó hiểu. Anh không hiểu là em muốn hỏi gì ở đây nữa. Nhưng mà ví dụ như em muốn đi 1x10 thì em chỉ việc tháo hai cái đĩa đấy ra và thay một cái đĩa single là ok. Còn nếu mà em muốn lên mà 1x11 thì chắc chắn là phải em phải thay hết cả group rồi, em đâu có thể làm cách nào khác được. Nên là nếu mà ý của em khác thì nhớ đăng vào cộng đồng NTB Việt Nam cho anh biết mình nhé. Bạn Relax Movie có hỏi là áp cho mình hỏi Stuttering có nên dùng ghi đông rộng như MTB không? Lý do là mình đi MTB thì thoải mái và cứ sang đi Touring thì bị mỏi vai và cổ. Đối với dòng xe Touring ấy là nó là một cái xe để đi được đường dài và không phải đi với tốc độ cao. Thì cái quan trọng nhất đó là cái việc mình làm sao mình nắm cho nó thoải mái nhất là được. Còn việc bạn dùng tay lái của MTB hay của Touring hay không, không quan trọng. Bạn No Copyright có hỏi là anh nghĩ sao về C-Bike ạ? Thực ra thì xem thì cũng vui đó. Nhưng mà nếu chỉ đơn giản là bốc đầu và làm mấy trick như vậy thì đâu cần thiết phải mua C-Bike làm chi cho nó mắc. Và hiệu năng sử dụng cũng không được cao. Em thể dư tiền mua mấy chiếc MTB được mà. Nên anh thấy việc đầu tư một chiếc C-Bike là không cần thiết. Đấy là đối với cá nhân anh thôi. Còn mọi người thì sở thích mỗi người khác nhau, nên anh không ép buộc ai cả. Bạn Đại Việt Nguyễn có hỏi là cho em hỏi sao mà dây xích của em nó tạo thành tiếng động cót két khi di chuyển. Bộ chuyển động của em là SRAM GX12 Speed. Cái này thì không có hình ảnh chi tiết, anh cũng hơi khó nói, nhưng mà thường thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là xích em bị rỉ sét, hai là em căn chỉnh đề nó chưa đúng. Tại vì thường là cái cáp đề sau một thời gian mà em sử dụng lâu dài thì nó sẽ bị rão ra và nó sẽ không chính xác nữa và bắt buộc mình phải căn chỉnh lại sau một thời gian đi. Cũng có thể là sẽ có một trường hợp đó là đuôi đề của em nó bị cong, nó cũng sẽ khiến bị như vậy. Và bây giờ thì em nên xem cái đuôi đề và cái bánh của em có thể tạo thành một đường song song hay không. Và nếu mà nó bị lệch cụp vào trong thì em cần phải nắn lại cái đuôi đề để xem em có thể hoạt động được hiệu quả hơn. Bạn Nguyễn Phát có hỏi là cho em hỏi muốn mua một chiếc XC tầm khoảng 30 triệu thì em nên mua hãng nào hả anh? 30 triệu bây giờ thì có rất nhiều dòng. Nhưng mà nếu mà em muốn bay nhảy hay là em muốn chỉ chuyên đạp thì em có thể tham khảo thử Marine cũng được. Anh thấy giá bên đấy khá ổn và bên đấy nó có một cái dòng mới đó, tên là XC Trail, khá là vui. Thì em thử tham khảo nhé. Còn nếu không thì cứ check Marine 8 hoặc là Excalibur thôi. Bạn Yami VN có hỏi là anh chỉ cách trên vòng cổ phuộc đĩa cao bao nhiêu thì đủ. Nếu em chỉ chơi về XC hay là Enduro hay Trail mà chuyên về đạp thì đừng bao giờ trên cao quá 2cm. Còn trên đấy nữa thì thường là đối với những người chơi freestyle hay là trail như bọn anh thì họ mới trên cao hơn thôi. Nhưng mà anh cũng chỉ trên có 2 vòng hoặc là 2 vòng rưỡi là hết rồi. Nên là trên cao quá nhìn nó rất là xấu và thực ra mình không cần cao như vậy. Tại vì em trên 2 vòng và nếu em muốn cao hơn thì em có thể sử dụng barai cao. Bạn Putinium, anh ơi em thấy có vài chiếc XC đắt đỏ những năm gần tự nhiên có phục sau, ví dụ như chiếc Super Caliber, thì có phải XC đang bị dần bị các dòng hai phục hóa không anh? Thực ra thì cái này nó không đúng lắm em. Tại vì là những cái chiếc mà XC 2 phục nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Và để nó dành cho những cung đường đua khắc nghiệt hơn, em có thể lên xem những cái giải World Cup XC hàng năm thì em thấy đường họ rất là nguy hiểm và rất khó. Nên là đối với những chiếc hạt thêu thì nó không có đủ. Và thậm chí bây giờ họ ra thêm một dòng mới, đó là Down Country. Tức là dáng vẫn là những chiếc XC 2 phục nhưng với hành trình dài hơn là 120mm. Chắc chắn là trong tương lai dài thì anh không biết, nhưng mà trong khoảng tầm vài năm tới đi nữa thì những chiếc hạt thêu sẽ vẫn là một cái chủ lực của rất nhiều hãng và đối với bộ môn XC, nên là đừng lo vấn đề này. Bạn Việt Hoàng Dương có hỏi là anh ơi nếu không lo về giá cả và thủ tục lằng nhằng khi mua thì Luke Group Scout hay là Marine San Quentin tốt hơn ạ? Anh có thể làm bike check một chiếc San Quentin trong thời gian ngắn sắp tới được không ạ? Em xin cảm ơn. Đối với cái câu hỏi này của em ấy thì đầu tiên bây giờ là em phải xác định được là cái nhu cầu của em tới đâu và kỹ thuật của em thế nào. Tại vì là chiếc Nuke Group thì anh nhớ là phố hành trình 160.
Còn chiếc San Quentin thì hành trình phuộc có 130 thôi. Nếu em chơi kỹ thuật thì phuộc ngắn hơn, thấp hơn, nó sẽ cho em dễ tập hơn. Còn em đi những chiếc mà phuộc càng cao ấy thì nó càng chóng chành và cái việc luyện tập nó cũng rất là khó. Nếu là anh thì anh vẫn sẽ lựa chọn San Quentin, tại vì thực ra thì San Quentin thì anh đã đi rồi, bạn anh thì cũng vài người đang chạy và anh thấy khá là ổn so với từ tầm giá, và đặc biệt là bây giờ ở Việt Nam có dealer rồi thì cái chính sách bảo hành của mình nó cũng sẽ tốt hơn trong trường hợp gọi là xui xẻo mà gặp phải chiếc khung lỗi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nhật Phạm, hình như anh có dùng clip led pedal thì phải, cho em hỏi là lợi ích của nó là gì và cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ phải xử lý sao ạ? Em cũng tính đi thử và sợ cảm giác kiểu thắng gấp hay té mà rút chân không kịp, té phát nó thốn luôn. Thì hiện giờ đúng là anh có chạy cả clip pedal và thường thì anh mang đi để lúc nào đi đua hay đi những cung đường dài thôi. Còn nếu mà bình thường anh chơi freestyle trong phố thì anh vẫn sử dụng flat pedal. Nếu em muốn đi clip pedal ấy thì cái đầu tiên là em nên chọn một số hãng chẳng hạn như là Crank Brother, tại vì nó không có sử dụng mấy cái ốc lóc lại như kiểu Shimano và cái độ dẫm nó thoải mái hơn. Và cái quan trọng nhất khi em đạp ấy là mình không được sợ, tại vì nếu mà lúc nào mà em cũng có cái suy nghĩ là em sợ em rút chân không kịp được ấy, thì khi em cuống em sẽ rất là dễ bị vướng lại. Những cái người mà thường mới đạp trong phố ấy, thì đôi khi rất là dễ bị ngã khi mà dừng đèn đỏ với không chống chân được ấy, thì có một cái cách mà ngày xưa anh tập, đó là khi mà em dừng đèn đỏ thì em cứ lắc cái chân nó ra cho nó bung cái can ra, nhưng mà cái chân của em ấy thì không nhấc hẳn ra khỏi pedal mà cứ để như vậy. Thì nếu mà trong trường hợp nào mất thăng bằng thì chân em sẽ vẫn đặt được xuống để chống, còn nếu không nữa thì em chỉ việc xoay lại và dập nó xuống, cái cá nó sẽ dính lại pedal và em chỉ việc đạp luôn. Còn đối với các trường hợp mà ví dụ như em đi trong trách mà em rút chân không kịp ấy thì em đừng làm gì cả, em cứ ngồi yên thôi và để ngả người sang rồi đổ xuống đất theo nó, còn đừng có cuống lên, tại vì khi em càng cuống em ngã càng đau. Còn nếu em chủ động để em ụp người xuống thì em sẽ không đau nữa. Đây là cái cách anh ngã và anh đã từng đi đua rồi, người đằng trước ngã là anh không thể nhấc chân ra kịp và anh làm theo cách đó nên là anh không bị làm sao cả. Cái này chắc là trong thời gian sắp tới khi nào mà hết dịch thì anh sẽ quay video để chia sẻ lại kinh nghiệm đi can cho mọi người. Một câu hỏi khác của bạn Nguyễn Đạt, anh ơi cho em hỏi chút về hai bộ chuyển động SRAM SX và SRAM NX có khác nhau nhiều không ạ? Anh nghĩ khung sườn Scott Scale 965 có xứng đáng cho mức giá 14 triệu không? Em cảm ơn anh. Về hai cái bộ chuyển động SRAM NX và SX ấy, thì theo kinh nghiệm của anh, nếu mà em mua và có nâng cấp sau này thì em nên mua SX, còn nếu em để đi lâu dài ấy, thì em mua NX luôn. Đối với cái khung Scott Scale 965 ấy, cái giá 14 triệu có hợp lý hay không thì cái này nó phụ thuộc vào tổng quan cả chiếc xe của em. Nếu em đi một cái khung đắt tiền mà em đi tất cả những đồ khác rẻ tiền quá thì anh thấy nó không hợp lý. Thay vào đó thì em có thể mua một cái khung vừa tiền hơn và em nâng cấp bộ chuyển động, thì như vậy cái xe của em nó khi mà được sử dụng nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn là mua một chiếc khung 14 triệu xong tất cả mọi thứ của em nó rẻ. Đối với anh nó là như vậy. Còn cái chuyện mà 14 triệu trong cái khung hay không thì anh thấy nó cũng bình thường, nó cũng không phải là quá đắt. Việt Anh Nguyễn có hỏi là anh ơi cho em hỏi đùi đĩa 1x12 có chạy ổn khi lắp cho lip sau 8 tốc độ không ạ? Nếu em sử dụng đùi đĩa 1x12 mà cho xuống lip 8 tốc độ thì anh nghĩ là nó sẽ một chút ảnh hưởng tới sên xe của em, tại vì cái đĩa 1x12 nó rất là mỏng và đĩa để cho 8 speed thì nó rất là dày. Nên là nếu mà để về lâu về dài mà tốt hơn thì em nên kiếm một cái đĩa 8, nhưng mà anh nghĩ là 1x8 thì hơi khó. Còn mà dùng đĩa single speed thì anh không nhớ là nó có vừa hay không. Anh thấy cái này đầu tư nó cũng không có hay lắm, em thử cân nhắc lại xem. Bạn Nhật Phạm có hỏi, anh chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật drop được không ạ? Phần lớn khi drop phải dùng manual, nhưng mà em cảm thấy hình như kỹ thuật drop trọng tâm của mình cao hơn thì phải. Cảm ơn anh đã đọc câu hỏi nha. Đúng là như em nói thì cái kỹ thuật drop nó cũng một phần liên quan hao hao như kỹ thuật manual, nhưng mà đầu nó sẽ không có cao bằng đâu. Cái việc drop nó còn liên quan đến việc là em drop xuống mặt phẳng hay là mặt dốc, thì mỗi một cái như vậy nó có trọng tâm khác nhau. Để mà giải thích được cho em hoàn toàn ở đây thì nó sẽ khá là dài, nên là hãy chờ how to series mới nhá, chắc chắn là sẽ có kỹ thuật drop luôn. Bạn Mến Nguyễn có hỏi là cho em hỏi hai câu, em cũng có 270 triệu, em muốn mua một con enduro nên mua con nào? Thứ hai nữa là em dùng lip SRAM XG11 tốc độ dạo này nó kêu kèn kẹt thì phải làm sao? Đối với 270 triệu em mua bất cứ hãng nào cũng được, cứ hãng nào mà có cái xe nó bán từng đấy tiền là em mua đều ngon hết à. Còn quan trọng nữa là em đi hợp hay không thôi, tại vì mỗi một người
thông số cơ thể đâu giống nhau đâu, nên là anh có thể cảm nhận chiếc xe đó tốt nhưng em đi thì em lại không thích thì nó vẫn là không tốt. Em thích hãng nào thì cứ mua hãng đấy thôi. Còn đối với cái việc mà em dùng Lipsram XG11 tốc độ dạo này nó cứ kêu kèn kẹt thì phải làm sao, thì như lúc em có nói ấy, là em nên kiểm tra xem đuôi đề của em nó có bị cong hay không. Thứ hai nữa là em đã tra nhớt sên hay là vệ sinh bộ chuyển động của em sạch sẽ chưa. Nếu mà em còn lười vệ sinh thì nó bị gì xét bên trong đạp nó cũng kêu à. Tôi tên gì cho em hỏi dòng Enduro của Trek với Canyon thì bên nào có giá rẻ hơn? Câu hỏi này quá đơn giản luôn, chắc chắn Canyon rẻ hơn rồi, trong cùng một cấu hình tương đương. Canyon là các bạn mua hàng trực tiếp từ hãng, còn đối với Trek thì là các bạn sẽ mua qua thông qua dealer, nên là họ tốn rất nhiều chi phí nên cái giá của họ cũng cao hơn rất là nhiều. Bạn Khánh Trường Nguyễn có hỏi là em thấy trong nhiều năm anh vẫn chạy lốp 2.3, sao anh không thử sang 2.4, 2.5? Thi thoảng anh ghé kênh em chơi nhé. Cái lý do mà anh không đổi sang các dòng lốp to hơn đó là vì với anh 2.3 nó cân bằng mọi thứ, nó đủ nhu cầu của anh chơi trail không bị cắn xăm hay không bị thủng lốp, vẫn đảm bảo được độ bám khi anh chạy trách. Và tiếp theo nữa là nó nhẹ hơn 2.4 với 2.5 rất nhiều. Bạn Đạp Võ Tấn có hỏi là anh Tú cho em xin review về mỡ bò của Mark Off và cho em hỏi đết của khung rod carbon có giống với MTB không ạ? Mỡ múc ọp xài đã lắm em ạ, nhưng mà nhớ mà xài mỡ múc ọp là phải để xa tầm tay của trẻ em ra nhá, tại vì ai không biết mà cầm vào thử siro hay là mứt thì chết đấy. Còn đết của khung carbon của rod ấy với cả MTB thì nó sẽ tùy theo từng hãng và tùy theo từng dòng. Có dòng thì họ bảo hành tới 10 năm nên là cái này mình phải xem chi tiết khi mà mình mua xe, chứ bây giờ nó mỗi hãng nó có một chế độ bảo hành riêng dành cho những loại carbon riêng, nên là mình phải xem thì mình mới biết được em nhé. Bạn Đăng Khoa có hỏi là anh cho em hỏi dòng xe XC với dòng xe hạt theo có khác nhau điểm nào không ạ? Dòng xe XC nó cũng là một phần nằm trong hạt theo em ạ. Còn ý em ở đây chắc anh nghĩ là em đang nói về trail hạt theo, là enduro hạt theo. Cái điểm đầu tiên dễ thấy nhất đó là hành trình phuộc. Đối với những cái dòng như kiểu trail hạt theo, enduro hạt theo thì họ có phuộc hành trình dài hơn rất nhiều so với là hành trình 100mm của XC. Và ngoài ra nữa thì họ cũng thay đổi head angle nữa. Nên là những cái này thì em chỉ cần vào trong xe và em kéo xuống phần spec là em sẽ thấy được điểm khác nhau ngay. Bạn Quốc Thắng có hỏi là anh review một chút về dòng Fuel X của Trek được không ạ? Trek Fuel X thì là thuộc dòng trail với phùng hành trình là 140mm. Và bây giờ thì sang các đế cao hơn thì nó là bánh 29. Đối với mấy cái dòng trail ấy thì thường mình thích nghịch nhiều hơn. Mình vẫn khoái mấy hãng họ sản xuất bánh 27.5. Như các bạn có thể thấy được, Trek thì gần như là nó chỉ có một cái dáng thôi, và nó áp dụng gần hết cho các dòng xe của Trek. Thì cái thiết kế như vậy thì họ chứng minh được rất là tốt rồi, nên là không cần phải bàn cãi nữa. Cái vấn đề duy nhất là cái giá thành của Trek khá là cao, và đặc biệt giá chính hãng ở Việt Nam, nên cái điều đấy là một cái thứ mà rất khó tiếp cận đối với người dùng. Tại vì ở cùng một giá tiền thì chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Nếu mà bạn thật sự thích và có đủ nhu cầu thì cứ thử thôi, còn mình thì tầm giá đấy thì mình sẽ lựa chọn những hãng khác hợp lý hơn. Bạn Gâu Trương có hỏi là anh ơi, muốn mua xe của Santa Cruz thì quanh châu Á mình có retail nào không ạ? Và mình phải tự xách tay về để tránh thuế hả anh? Anh có biết shop nào ship mà không phải bị đánh thuế không ạ? Em cảm ơn. Về cái vấn đề muốn mua Santa Cruz thì em gần nhất thì chỉ có Singapore thôi. Và giá xe của Singapore thì cũng hơi nhỉnh hơn một xíu. Và nếu em không muốn đóng thuế thì cách duy nhất đó là em phải bay sang để xách tay về. Nếu em thuê dịch vụ chuyển về thì chắc chắn sẽ vẫn có thuế. Nhưng mà do họ đã vận chuyển rất là nhiều và họ có một cách tính thuế riêng, nên là cái xe của mình họ chỉ tính ký thôi. Một cái xe chuyển từ Sinh về Việt Nam thì anh nhớ chi phí khoảng từ 5 đến 6 triệu thì phải. Em cứ lên trên Google để tìm hiểu thử dịch vụ ha. Bạn Am Giang OK có hỏi là theo anh bơm mini thật sự có cần không ạ? Em hay đi khám phá các nơi nhưng chỉ đi khoảng 3 tiếng là về thì chả biết như thế nào. Có thật sự cần không, anh mong trả lời. Đối với câu hỏi này của em ấy thì anh thấy là nên luôn luôn có đồ sửa xe là tốt nhất. Và ngoài bơm thì em cần mang rùa xe nữa. Anh bình thường anh đi xa anh cũng có. Và cái bơm đó có khi là cả năm anh xài được 2 lần. Nhưng mà anh thấy thật sự vẫn rất là cần. Chứ chẳng may bây giờ em ở trong rừng các thứ rồi em thủng ruột hay là em cần phải bơm hơi căng thì em làm thế nào? Bạn Quốc Trung Nguyễn có hỏi là cùng tầm tiền 5-7 triệu thì mua được cây phục hơi nào ổn cho Trek Marlin ngoài Rockshox không ạ? Mong nhận được feedback của anh. Cái giá tầm 5-7 triệu mà em muốn mua phuộc thì anh nghĩ rẻ nhất chắc là Santu Epicon đời mới. Cái tầm mà 7 triệu thì em có thể thêm khoảng 2-3 triệu nữa để mua một cây Ray 3 của Rockshox. Cái quan trọng nhất của Rockshox đó là dễ bảo trì và em dễ dàng mua part để service. Còn mua một cây phuộc rẻ thì nó rất là dễ, nhưng mà đến khi mà em service thì nó mới là vấn đề. Bạn Chí Dũng Lý có hỏi anh quen anh Việt như thế nào ạ? Anh Việt của mọi người ấy tên là Đại,
Còn Việt, tức là Việt Rider, tức là người chơi Việt Nam ấy. Ngày xưa mình có quen anh Đại, là lúc anh Đại anh tìm hiểu để chơi trial bike, thì mình có để lại cho anh Đại một chiếc xe trial bike của mình. Và lúc đấy sau một thời gian thì anh em ngồi nói chuyện và quyết định là tính là làm chung. Thì chính là cái Việt Rider bây giờ ấy. Còn lúc đầu trước đấy thì tên nó khác cơ. Và khi mình vào thì bắt đầu đổi tên thành Việt Rider, chứ không phải là anh cái tên là anh Việt đâu bạn nhá. Thỉnh thoảng có một số bạn hỏi là anh có biết Việt Rider không ấy, thì mình cũng nhân cơ hội này mình trả lời cho các bạn biết đấy. Mình là một trong hai người đồng sáng lập Việt Rider. Nhưng mà sau này ấy, thì cái định hướng của hai người khác nhau, và mình cũng có mấy dự án riêng, nên là mình tách ra, mình làm riêng. Còn anh Đại anh vẫn phát triển Việt Rider. Một câu hỏi khác của bạn Nguyễn Đặng Quỳnh, lại là nhóc lái Noco đây anh. Em rất vui khi biết sinh nhật mình trùng ngày với anh. Anh cho em hỏi tại sao các bộ chuyển động 1X thường sử dụng các đĩa 32 hay 34 mà không đi đĩa lớn hơn vậy anh? Và với lại các cùi đề như SRAM, GX, XO, XX, nó lại có cơ chế chống văng sên khi bay nhảy giống Shimano không ạ? Em cảm ơn. Với câu hỏi này của em ấy, thì đầu tiên nó liên quan đến size bánh. Thì bây giờ em thấy là với các bộ chuyển động cũ là 3x9, 3x10 ngày xưa, thì lúc đó thời điểm là họ sử dụng bánh 26 inch. Còn bây giờ là chúng ta chuyển sang dần sang đến 29 inch luôn rồi. Nên là với đường kính như vậy thì chúng ta không cần dùng đĩa lớn nữa. Và bây giờ trung bình các khung sẽ cho em lắp khoảng 34. Thì 34 em đạp với lip 10 là chắc chắn em cũng không có sức để em đạp được rồi. Em lại có lip lớn nhất đến tận 50. Như vậy hỗ trợ em leo hoàn toàn tốt, thì không có lý do gì là em cần phải đi một chiếc đĩa lớn hơn cả. Tại vì to thì vừa địa hình cũng dễ bị vướng vô nữa. Nên là đó là lý do mà thường là mọi người hãy sử dụng 32, 34. Còn các cùi đề của SRAM là họ đã mặc định chống sên rồi, nên là họ không cần cái lốc như của Shimano nữa, mà thay vào đấy là họ sử dụng một cái khóa thông minh giúp cho mình lúc tháo lắp xe tiện hơn. Và đó là cái lý do mà tại sao anh từ bỏ Shimano để sang với SRAM. Bạn Hiếu Trần có hỏi là hướng dẫn chọn stem với Handlebar đi anh. Thì thực ra thì chọn stem với Handlebar nó rất là dễ. Ví dụ như bạn chơi dòng nào thì bạn mua đúng stem với bar của dòng đó thôi. Tất cả cái đó thì bạn trước khi mua chỉ cần bạn lên trên website, bạn kéo xuống phần spec, hoặc là bạn nhìn lên trên phần menu là bạn đã biết cái đó dành cho dòng nào rồi. Và khi bạn mua xe cũng vậy, các hãng nó cũng sẽ đề luôn là ví dụ như size S thì stem chẳng hạn dài 60, xong rồi size L thì là 70. Thì như vậy chúng ta cứ căn vậy mà mua thôi. Còn đa phần về sau chúng ta chỉ có thay đổi là chiều rộng của Handlebar. Ví dụ như kiểu là XC đi, thì có những người mà cùng một size thì Handlebar nó là 740, nhưng có người chỉ chạy 720 thôi. Cái đó thì bao giờ hãng họ cũng sẽ bán dài ra, bạn về bạn tự cắt lại. Nên là mỗi người một khác, thì mình chỉ có thể tư vấn cho bạn chung chung như vậy thôi. Còn về sau thì bạn phải tự tìm hiểu được cái nào để tốt nhất cho bạn. Tại vì mình không trực tiếp gặp bạn được nên là rất khó tư vấn. Bạn Shop Mimi mà tôi tìm thấy có hỏi là em đang phân vân có nên mua Figure không ạ? Anh hãy tư vấn cho em được không? Với Figure thì di chuyển ở đường phố Việt Nam thì nói thật là hơi nguy hiểm. Nên là em thật sự rất là thích thì hãy nên mua. Còn nếu không thì cứ mua một chiếc MTB và đi cho nó an toàn. Bạn Hà Nguyên có hỏi là chú ơi cho cháu hỏi là anh cháu có cái phanh SRAM level, trong quá trình bơm dầu có thể sai, anh bơm xong lúc cháu bóp thử phanh thì phanh bóp rất sâu vào bên trong tay lái và bóp sâu hết mức thì piston chỉ nhúc nhẹ, lực rất yếu nha chú, cho cháu hỏi phanh bị làm sao, cách khắc phục đi ạ. Đối với phanh của SRAM ấy thì bơm dầu hơi khó tại vì họ sử dụng dầu đốt, và cái cách bơm chuẩn được thì chúng ta phải có một bộ tun tốt và chúng ta phải rút e của dầu trước khi bơm. Thì cái này cháu có thể lên trên YouTube để xem, vì có rất nhiều người làm. Và cái quan trọng nhất của cái việc bơm dầu phanh SRAM mà chú thấy được, mà chú đã trải qua, đó là cái việc phải có bộ tun tốt. Còn nếu không có tun tốt thì rất là khó làm. Cháu thử xem lại xem là bộ tun của mình đã chuẩn chưa nhá. Bạn Đăng Khoa Trần có hỏi là bạn nhận xét về chất lượng lip của Sunshine, giỏ dĩa Raywork, cùi đề và tay bấm L tun, bộ thắng đĩa Mayoka dành cho người mới trên MTB. Cảm ơn bạn. Về câu hỏi này của bạn ấy, thật ra thì tất cả những cái món đồ này của bạn là mình còn chưa được thấy, chưa được sờ và chưa trải nghiệm bao giờ luôn. Nên là mình sẽ không đưa ra ý kiến nhiều. Nhưng mà với một cái chi phí như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những hãng kinh nghiệm tốt hơn và lâu dài hơn, đó là Shimano. Tại vì là về phanh thì mình gần như mình không tin tưởng các hãng phanh rẻ tiền ngoài Shimano và SRAM ra. Trước đó mình đã thử rất là nhiều hãng và mình cảm thấy được cái độ an toàn nó gần như là không ổn định lắm. Còn về các bộ chuyển động thì mình không có đánh giá gì cả tại vì mình chưa được xài nên mình sẽ không nói. Bạn Quân Hà có hỏi là anh cho em hỏi muốn theo ngành sửa chữa xe đạp chuyên nghiệp thì học ở đâu và cần những yếu tố lưu ý gì không ạ? Em ở Sóc Sơn, Hà Nội. Cảm ơn, mong anh Jack. Thì hiện giờ ấy, là ở Việt Nam
là chưa có một cái chương trình giảng dạy nào về cái vấn đề là sửa chữa xe đạp, và chỉ có những nước trong khu vực thôi. Nên là có hai phương án: một là em đi sang các nước khu vực để học, hai là em nên tìm một người thầy thật tốt ở Việt Nam và theo người ta học. Đối với ở phía Bắc, bây giờ anh thấy có hai shop, một là em có thể tìm Facebook của Nhật Còm, và hai là hai cycle đều ở Hà Nội. Và đó là hai chỗ mà anh thấy họ rất kỹ tính về cái việc sửa chữa và cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Thì nếu mà em muốn theo học thì em thể liên hệ thử với hai bên đấy xem sao, xem họ có nhận hay không. Và cái quan trọng nhất làm thợ sửa chữa xe đạp đó là em phải rất đam mê xe đạp, và thứ hai nữa là em phải rất cẩn thận trong quá trình sửa chữa xe của khách. Câu hỏi khác của bạn Tùng Phụng Huy: em mới chơi xe đạp, em đang quyết định nâng cấp từ SX lên GX, nâng cấp vậy có xứng đáng giữa tiền và hiệu suất không anh? Anh cho em xin đánh giá của bộ GX này. Thêm nữa em thấy có đĩa Rovan, có nên thay đĩa Rovan và ưu nhược điểm của loại đĩa này không ạ? Điều đầu tiên là em lên GX là cực kỳ hợp lý. Nó là một bộ chuyển động phân khúc ở giữa của SRAM và anh thấy nó rất là tốt. Em không cần phải nâng cấp thêm làm gì nếu chi phí em không quá nhiều. GX là quá đẹp rồi. Còn đối với cái dòng đĩa Ovan ấy, thì cái dễ hiểu nhất đó là nó tối ưu được lực đạp tốt hơn cho em. Nhưng mà cái này nó chỉ hiệu quả khi em thật sự rất mạnh và em thi đấu chuyên nghiệp thôi. Mà thậm chí kể cả bản thân những đa số tất cả các vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới đều không sử dụng đĩa Ovan. Còn riêng về anh thì anh vẫn thích đĩa tròn hơn, nhìn đĩa méo nhìn nó cứ kỳ kỳ. Và chả việc gì mình phải tốn tiền thêm như vậy cả, tại vì em đâu thi đấu chuyên nghiệp và em đâu thi đấu thành tích cao đâu. Còn nếu mà em có chi phí và muốn trải nghiệm vui thì em cứ mua thôi. Bạn Việt Nguyễn có hỏi là group 1X, 2X, 3X dùng CT cái nào lợi nhất ạ? Và clip sau chọn số răng với số đĩa như thế nào ạ? Mình nói thật với bạn là bây giờ luôn luôn là 1X là tốt nhất. Còn số clip thì bây giờ nếu mà bạn có kèo mà mua được giá tốt thì bạn lắp 1 x 11 là được rồi. Còn nếu mà không nữa thì bây giờ bạn cứ mua 1 x 12 thôi. Tại vì mình nói thật là bây giờ cái việc mà bạn vứt được cái gạt đĩa đằng trước đi ấy, nó sướng lắm. Xe nó vừa nhẹ vừa đỡ tốn công bảo trì, bạn giảm luôn cả chi phí nữa. Chả biết gì mà phải chơi nhiều đĩa để làm gì cả. Hiệu năng nó cũng chả hơn. Mà trong khi bạn luôn luôn lúc nào đi cũng phải nhớ là bây giờ các bạn đang đi đĩa 1, bạn phải đi lip nào, xong bạn đi đĩa 2, bạn đi lip nào. Mình thấy cực kỳ rắc rối. Nói chung là mình thấy là bộ chuyển động 1X nó là một cái gọi là tuyệt vời. Không bao giờ mình muốn quay trở lại cái quãng thời gian đi 2X với 3X nữa. Bạn Minh Quân Huỳnh Ngọc có hỏi: anh ơi, có thể so sánh giữa nhôm 6061 và nhôm 7075 không ạ? Thì nhôm 7075 tốt hơn em nhá. Nhưng mà nó bị một cái nhược điểm, đó là khó gia công. Nên là tại sao mà khoảng 10 năm trở về đây ấy, các hãng dần dần đổi hết từ 7075 xuống 6061. Đó là cái lý do đơn giản và dễ hiểu nhất anh có thể giải thích cho em. Tại vì bản thân anh ngày xưa khi mà bắt đầu mới chơi trail là các hãng toàn sử dụng 7075 thôi. Nhưng mà thiết kế rất là thô. Nhưng mà sau này ấy, các hãng chuyển về 6061 ấy, thiết kế nó mềm mại hơn 7075 rất là nhiều. Nên đó là cái lý do mà tại sao các hãng nó chuyển xuống 6061. Và ngoài một phần nữa thì cũng có thể là do về chi phí giảm sản xuất trên 6061 được giảm đi rất là nhiều. Câu hỏi của bạn Thanh Nam Bùi: chú ơi, thiết kế tay lái của hãng Gemini có ưu và nhược điểm thế nào so với thiết kế stem hay tay lái rời? Đối với câu hỏi này của cháu ấy, thì cái ưu điểm đầu tiên của nó là thiết kế khí động lực học và nó rất nhẹ. Còn nhược điểm thì đó là mình không thể xoay góc tay lái hay là lựa chọn được chiều dài stem theo ý mình muốn, hay là mình thay thế được. Mà mỗi lần chẳng hạn như là mình muốn thay là mình thay nguyên cả cái bộ mới luôn, chứ không thể là bây giờ stem đang ngắn thì mua stem dài hơn gắn vô được. Thì đấy là cái nhược điểm. Và thứ hai nữa, nhược điểm lớn nhất của nó nữa là rất đắt. Với 650 euro thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư rất nhiều thứ, nên là với chú thì chú sẽ không bao giờ bỏ tiền để đầu tư cái tay lái này hết à. Bạn Quốc Thắng Lương có hỏi là: em đang dùng SRAM NX11 1142, em tính đổi lên 1146 thì có nên đổi bắt quy đề không ạ? Thì với câu hỏi này của em ấy, thì anh cũng đang xài SRAM 11 và theo anh nhớ là không cần đổi. Chỉ khi nào em lên lít 50 thì em mới cần đổi thôi. Nhưng mà cái này thì chắc chắn là em sẽ phải nối thêm mắt xích nữa rồi. Nếu em có thay thì nên để ý nhé. Bạn Best Buy 2019 có hỏi là: anh đánh giá sao về hãng Rockride ạ? Xe Enduro của hãng có ok không ạ? Em thấy giá rất rẻ. Đối với hãng Rockrider thì mình thấy ở Việt Nam cũng rất nhiều người đang chạy. Nhưng mà riêng với cái dòng Enduro của hãng này ấy, thì mình thấy nó không nên đầu tư. Mình có vài anh bạn đang đi và mọi người đều feedback lại với mình là đi rất chán. Và với cái giá hơn 30 triệu thì chắc chắn là mình sẽ không đầu tư cái xe này. Marine đã có dealer chính thức ở Việt Nam và họ có nhập về Việt Nam chiếc Rip Zone 1 chỉ có 41 triệu mấy, khoảng 42 triệu. Nó xứng đáng đầu tư hơn rất nhiều so với cái việc mà các bạn bỏ hơn 30 triệu đồng ra cho một cái chiếc xe suspension mà nó không có tên tuổi hay là kinh nghiệm lâu năm về một cái dòng xe tương đối hardcore như vậy. Nếu là mình thì chắc chắn mình không bao giờ mình bỏ tiền vào Rockride. Còn nếu mà bạn mua XC thì
còn ok, chứ còn mà suspension thì đừng nhá. Bạn Minh Quân Huỳnh Ngọc hỏi một câu: anh ơi, anh có thể chỉ cách đo head tube không ạ? Và nếu một chiếc khung XC lắp phục 140 sẽ ảnh hưởng những gì ạ? Ai, mình không hiểu tại sao mọi người cứ thích đi XC lắp phục cao nhỉ? Nó có một cái công thức tính đơn giản cho head tube angle là em cứ phục cao thêm 1 cm thì em sẽ trừ đi 0,5 độ. Thì bây giờ phục của em lắp 140 thì head angle của em sẽ giảm đi 2 độ, và như vậy nó quá nguy hiểm so với chiếc khung XC. Anh không bao giờ ủng hộ cái việc mà lắp phục cao cho XC, trừ khi là em đi XC trail thì ok, nhưng mà những cái dòng đấy họ chỉ sử dụng 120 thôi à, nên là em nên suy nghĩ cái việc là tháo cái phục này ra nhé. Bạn Hà Nguyên có hỏi là: anh ơi, trong tầm giá 10 triệu thì có chiếc xe trail street nào không ạ? Chắc chắn là không có em ạ, tại vì anh nhớ được là chiếc so 24 inch nó cũng phải cao hơn một xíu. Có một thứ là khi em chơi trail street ấy, thì trail street sẽ sử dụng đồ MTB rất là nhiều, là nếu mà em chơi mà em sử dụng những chiếc xe có chi phí thấp ấy thì nó chơi cũng không hiệu quả và em chơi rất là mệt, độ bền cũng không ổn nữa. Thứ hai nữa là anh không biết là em đã có kỹ thuật của trail chưa, và nếu em chưa có kỹ thuật căn bản của trail thì đừng bao giờ nên đầu tư một chiếc trail street. Bắt đầu tập trial với street là cực kỳ khó và không nên, luôn luôn bắt đầu từ competition nha em, nên là hãy cân nhắc trước khi mà đầu tư một chiếc trial street. Và cuối cùng thì hôm nay thật sự phê quá các bạn ạ, nhiều quá, 46 câu hỏi. Trước khi kết thúc video ấy thì hiện giờ là mình đang tổ chức mini game thứ hai trên cộng đồng MTBVN, và ở chủ đề thi thứ hai này thì sẽ không phải là làm video nữa mà là chia sẻ một kỷ niệm của bạn về chiếc xe đạp. Và ở mini game này thì giải thưởng cũng khá là lớn, nên là anh em nhớ tham gia cộng đồng MTB Việt Nam để thử sức mình nhá. Và nếu anh em còn bất kỳ điều gì thắc mắc thì hãy comment hoặc là gửi câu hỏi lên trên cộng đồng MTB Việt Nam, mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.